Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, bước sang tuần thứ 2 của tháng 1 âm lịch, từ mùng 8 đến 15 tháng 1, ba con giáp này vô cùng may mắn, làm gì cũng được quý nhân phù trợ. Bởi thế, bạn nên tận dụng tuần này ngay để khai trương, ký kết hợp đồng hay làm những việc đại sự. Hơn nữa, trong thời gian này, thu nhập của bạn được cải thiện đáng kể, bạn sẽ có những nguồn thu bất ngờ. Về các mối quan hệ cá nhân, bạn sẽ vô cùng hạnh phúc vì nhận được những tin nhắn hay sự quan tâm của người mà bạn đang thương nhớ. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu có một tuần mới đầy kỳ vọng, được các tinh hỗ trợ nên tuổi Sửu mưu sự dễ thành, làm đâu thắng đó. Công việc trong tuần khá suôn sẻ, lại luôn có những sự trợ giúp cần thiết khi bạn gặp khó khăn. Nhờ vậy mà con giáp này cũng có thể phát huy ưu thế một cách trọn vẹn. Người tuổi Sửu trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân nữa. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong tuần này. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng, giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm, dìu dắt của cấp trên cũng như những người có kinh nghiệm, nên nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến tương lai. Tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định, một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư, kinh doanh trong tuần này thì bạn nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn, không nên nghe theo những lời rủ rê, lôi kéo của người không đáng tin cậy. Chính việc đầu tư hiệu quả mang lại cho tuổi Sửu khá nhiều nguồn thu rủng rỉnh. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán trong ngày thứ hai này, lợi nhuận nhiều thế mà tăng lên gấp bội. Với người làm công ăn lương, công việc ở thời điểm này cũng khá hanh thông. Ngày này bạn giải quyết được một số vấn đề tồn tại gần đây và khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự quyết đoán đã giúp bạn đi đúng đường. Tử vi cho rằng tuần này bạn gần như không gặp những vấn đề gì nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe, tuy nhiên vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên, xào, nếu không dễ dẫn tới các bệnh dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra, cần hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Tuần này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương. Đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Với những người đã có đôi có cặp thời gian này, hai bạn đã lắng nghe nhau nhiều hơn nên biết cảm thông và thấu hiểu cho đối phương, cùng nhau vun vén chăm lo cho gia đình của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tị. Xem tử vi, công việc của người tuổi Tỵ trong tuần này trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn trước khá nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tiếp thêm cho bạn sức mạnh lớn lao, giúp bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đường công danh sự nghiệp của gia chủ được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, cần chủ động nắm bắt. Công việc thuận lợi hơn trước, gặp nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp. Có điều nếu không nhanh chóng nắm bắt, rất dễ bỏ lỡ thời cơ, thành quả tuy có nhưng chưa tới mức rực rỡ. Với những người làm chủ, trong tháng này không phải quá may mắn với bạn, môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề cần giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu, khiến áp lực kèm theo không ít, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn tinh thần, đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Công việc thuận lợi nên con giáp này chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Đây là thời điểm những khoản thu từ nghề tay trái đổ về thêm đầy túi bạn. Vận trình tình duyên cũng khởi sắc, người độc thân có gặp được mối nhân duyên tốt đẹp trong khoảng thời gian này. Bạn có thể gặp lại những người cũ lâu năm hay gặp được những người tâm đầu ý hợp cùng chia sẻ những dự định tương lai của mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn tuổi trong nhà có nói chung là hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn đối với sức khỏe của người tuổi Tỵ trong tháng này.
Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra thì cũng gặp đúng thầy, đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Tỵ cần tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là làn da, mái tóc, bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Tuần này, công việc làm ăn của người tuổi Mùi tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải là dù có đỡ nực rất Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải là dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn, chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Vận mệnh người tuổi Mùi khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi trong tuần này. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư, nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên tuổi Mùi có được cho mình một khoản kha khá. Gia chủ cũng cần chú ý có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em, bạn bè, nghiêm trọng hơn còn có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Có tiểu hao hung tinh xuất hiện nên gia chủ tuổi Mùi cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tuần này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, hoặc là bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Phương diện sức khỏe cũng gặp một số vấn đề không đáng kể do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này, bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Trong tuần này, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã có những bước tiến triển khá rõ rệt. Cả hai có thể đi đến quyết định về nên duyên đôi lứa trong khoảng thời gian này. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao, nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn. Bản thân bạn cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà thu hút. Nếu gặp được, cần chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên, đào hoa quá vượng cũng có thể gây ra tác dụng ngược, nhất là với nam mệnh đã có gia đình. Bạn có thể gặp một vài rắc rối về tình cảm hoặc gây mâu thuẫn khó hòa giải. Chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Tuổi Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp may mắn nhất trong tuần thứ 2 của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.